Xin kính chào quý vị. Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm, phó chủ tịch Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, sau một thời gian dài tĩnh dưỡng tại giáo xứ Sở Kiện thuộc thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thuộc giáo phận Hà Nội, đã trở về trung tâm mục vụ giáo phận Phát Diệm vào lúc 10 giờ kém 15 phút ngày 15 tháng 9 năm 2021. Đón tiếp Đức cha có cha đại diện Đức giám quản Giuse Nguyễn Năng, cha phó đại diện, cha giám đốc trung tâm mục vụ, và quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đại diện giáo dân trong giáo phận. Kể từ ngày hôm nay, Đức cha gần gũi và hiện diện bằng da bằng thịt với mọi thành phần dân Chúa giáo phận nhà. Ngài luôn luôn hiện diện và kết nối hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Chính vì thế, chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vui mừng chào đón Đức cha như người cha đi xa lâu ngày mới trở về. Kính chúc Đức cha sống vui, sống khỏe và mãi mãi ở lại với giáo phận Phát Diệm ngàn năm nổi tiếng.